chào quý vị. Để tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm nay, năm 2016, Thanh Phương xin được đọc một bài thơ của cô giáo Trần Thi Lam, quê Hà Tĩnh, vừa được đăng trên trang mạng xã hội cách đây vài ngày. Bài thơ mang tên Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Bạn cùng tôi nhìn về quê. Đất nước mình ngộ quá phải không anh? 4.000 tuổi mà dân không chịu lớn. 4.000 tuổi mà vẫn còn bú mớm. Trước những bất công vẫn không biết kêu đòi. Đất nước mình lạ quá phải không anh? Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ, những dự án và tượng đài nghìn tỷ, sinh mạng con người chỉ như cái móng tay. Đất nước mình buồn quá phải không anh? Biển bạc rừng xanh, cánh đồng lúa biếc, rừng đã hết và biển thì đang chết, những con thuyền nằm dưới sóng khơi xa. Đất nước mình thương quá phải không anh? Mỗi đứa trẻ sinh ra đã gánh nợ nần ông cha để lại. Di sản cho mai sau có gì để cháu con ta trang trải? Đứng trước năm châu mà không phải cúi đầu. Đất nước mình rồi sẽ về đâu anh? Anh không biết, em làm sao biết được? Câu hỏi gửi trời xanh, gửi người sau, người trước. Ai trả lời giùm, đất nước sẽ về đâu? Thưa quý vị, vừa rồi là bài thơ của Trần Thi Lam mang tựa đề Đất nước mình ngộ quá phải không anh? Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.